Chào mừng các bạn đã đến với Thuật Kinh Học. Thì hôm nay Thuật Kinh Học sẽ dạy các bạn cách để mà sử dụng cái ứng dụng My Viettel ha, để mà có thể tích điểm đổi quà trên cái ứng dụng này. Ngoài ra các bạn còn có thể xem được thông tin cá nhân hoặc là có thể chuẩn hóa thông tin của mình ở trên cái ứng dụng My Viettel này. Rất là nhiều tính năng hay ha. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào CH Play, và CH Play đối với điện thoại Android và App Store đối với điện thoại iPhone, để có thể download cái ứng dụng My Viettel này về. Rồi sau đó các bạn cài đặt, tiến hành cài đặt. Thì mình đã cài đặt xong, các bạn sẽ tiến hành mở nó lên. Đây mình sẽ tiến hành mở ứng dụng lên ha. Mở ứng dụng lên thì nó sẽ tới giao diện này. Thì để các bạn phải tiến hành đăng nhập cái ứng dụng này. Thì chúng ta có nhiều cách để đăng nhập ha. Thì ở đây các bạn sẽ nhập số điện thoại vào để các bạn đăng nhập vào ứng dụng My Viettel. Đây là số điện thoại Viettel của các bạn ha. Hoặc là các bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu hoặc là đăng nhập bằng mã OTP, mã OTP để đăng nhập. Thế là nếu mà chưa có tài khoản My Viettel thì các bạn có thể chọn đăng ký ngay để tiến hành đăng ký một cái tài khoản My Viettel. Nhập số điện thoại vô và tiếp tục để đăng ký ha. Giờ mình nhập số điện thoại vô. Rồi sau đó mình tiếp tục ha. Nó sẽ chỉ nhập mã OTP từ gửi số điện thoại mình. Rồi sau đó nhập mật khẩu vô, mật khẩu của My từ 8 ký tự trở lên. Bấm hoàn thành là xem như mình đã có tài khoản nha. Ở đây thì mình đã có tài khoản rồi, do đó mình sẽ không tiến hành đăng ký, mình sẽ chọn đăng nhập ngay. Thì ở đây thì các bạn, ở đây mình có thể tiến hành đăng nhập bằng dấu vân tay ha. Như mình đã thiết lập bằng vân tay hoặc là mật khẩu ha. Thì ở đây mình giả sử nếu như các bạn không muốn đăng ký tài khoản thì các bạn cũng có thể đăng nhập bằng cách sử dụng đăng nhập bằng mã OTP ha. Đây, ví dụ mình chọn đây, các bạn chọn đăng nhập bằng mã OTP thì nó sẽ gửi mã OTP cho bạn đăng nhập. Mà các bạn không cần phải sử dụng mật khẩu cũng được nha. Đây, nhập bằng OTP ha. Thì sẽ gửi mã OTP đến cái số điện thoại của mình để các bạn có thể tiến hành đăng nhập dễ dàng. Mã OTP ha. Rồi ở đây thì trong cái giao diện này các bạn có thể kiểm tra cái thông tin của mình ha. Đây, cái gói cước mình đang sử dụng nè. Đây, cho tài khoản mình sẽ hiện ra đây ha. Mình sẽ xem được cái mã ứng dụng quan tâm. Đây, sau đó kích vào cái tên mình. Đó, thì các bạn sẽ xem được thông tin của cái thuê bao của mình ha. Số điện thoại mình nè. Tài khoản của mình còn bao nhiêu tiền nè. Và các bạn còn có thể tra cứu cá nhân của mình bên đây. Các bạn có thể tiến hành thay đổi hồ sơ giấy tờ của mình bằng cách ở đây ha. Tức là các bạn có thể cập nhật thông tin thay đổi giấy tờ hồ sơ của mình thì chọn đây. Ví dụ My Viettel này các bạn có thể đăng ký mua gói cước nè, mua gói cước 3G. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng, có thể đăng ký một bất kỳ gói cước nào mà nó hỗ trợ nha. Các gói cước ha, các gói cước mà nó, đây là những gói cước cho dành cho số điện thoại của các bạn nha. Tức là dành cho số điện thoại mà mình đăng ký á. Đây là gói cước để dành cho số điện thoại của mình ha. Mình chỉ có thể đăng ký được những gói cước trong này thôi. Hoặc là mình có thể có những cái gói cước miễn phí, gói cước miễn phí thoại SMS nè, siêu đẩy data nè, vân vân. Còn nên lựa chọn gói cước nào mà các bạn muốn đăng ký nha. Các bạn bây giờ chọn gói cước này thì các bạn chỉ cần vô đây, các bạn bấm nút đăng ký là xong ha. Là xem như các bạn hãy đăng ký gói cước mà không cần phải nhắn tin gì cả, bấm nút đăng ký là được ha. Rồi ở đây thì mình không có đăng ký, mình sẽ quay lại, quay lại đây. Rồi ở đây thì nó có một cái phần gọi là tích điểm nhận quà. Mình sẽ đổi điểm để nhận quà là thoại hoặc là data, dung lượng data hoặc là cuộc gọi. Trong cái phần Viettel Wallet nè, thì ở đây mình đã được 10.000 điểm đó. Thì trong quá trình các bạn sử dụng lâu ngày, việc nạp tiền vô cái tài khoản của mình, tài khoản điện thoại của mình, thì các bạn sẽ được tích điểm ở đây. Đây là cái điểm Viettel Plus. Khi các bạn được đăng nhập trở lại My Viettel nè, các bạn cũng được cộng điểm nè. Họ đăng nhập cho được cộng 10.000 điểm nè. Có thể trong quá trình các bạn sử dụng Viettel Money thì bạn cũng được sự cộng điểm ha, các bạn cũng sẽ được cộng điểm. Nếu các bạn thanh toán hóa đơn hay là nạp tiền điện thoại thông qua cái Viettel Money thì các bạn cũng sẽ được cộng điểm trên Viettel Plus này. Đó ha, mình được cộng điểm thanh toán giao dịch trên Viettel Money nè. Tích điểm này các bạn có thể đổi quà ha. Đây, ưu đãi đổi quà, kích hoạt đổi quà. Đó thì các bạn có thể đổi, ví dụ như đổi voucher nè. Đó, voucher này, giá ví dụ như này voucher này tới 30.000 điểm nè. Nha, có những cái voucher nè, 10.000 điểm nè. Ngoài ra thì các bạn còn có thể đây là mua sắm nha. Đây các bạn có thể mua voucher khác, ví dụ như có thể ưu đãi viễn thông nè, là không có đây nó tạm dừng ha, data nè, đó các bạn có thể đổi nha. Đổi data nè, ví dụ như 1.000 điểm mình đổi được 100 mê nè. Rồi 2.000 điểm mình đổi được 200 mê, 4.000 điểm thì đổi được 400 mê. Đó ha. Còn ở đây mình có thể sử dụng nguyên tháng luôn nha, còn mỗi ngày nè, mỗi ngày nè. 1.000 điểm thì được 200 mê. Còn 2.000 điểm thì được 400 mê. Mỗi ngày thì nó sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên mình chỉ dùng trong ngày thôi, mỗi tháng mình có thể sử dụng 30 ngày nè. Thì 1.000 điểm thì mình sẽ được 100 mê. Mình sẽ chọn đây 1.000 điểm ha. Rồi mình chọn xác nhận. Thì mình sẽ đổi 1.000 điểm để lấy 100 mê này, có thể sử dụng trong vòng 1 tháng ha. Rồi mình chọn xác nhận đi.
Đó thì sẽ nhận điểm thành công ha, và cái tài khoản của data của mình có thể sử dụng được 100 ME này. Ok, các bạn thay đổi SMS rồi có thể đổi SMS nè. Đây nó sẽ có nhắn thông báo nè, đã đổi đến 1000 điểm Viettel Plus được 100 ME nè. Rồi có thể phút gọi nè. Đây các bạn có thể đổi phút gọi nha, 1000 điểm được 10 phút gọi nè. Rồi 2000 điểm được 2 phút gọi nè. Các bạn có thể chọn để mà xác nhận thôi. Ở đây thì mình không có đổi phút gọi ha, mình chỉ đổi data thôi. Gọi là đó, đó là các bạn cách để các bạn sử dụng điểm trên ứng dụng My Viettel rất là hay ha. Rồi, đó là về Viettel Plus ha. Viettel Mall là những cái phần ví dụ như mua sắm tiêu dùng ở trên đây, tiện ích Viettel ha. Các bạn có thể tiến hành mua sắm trên My Viettel luôn, có thể mua tìm kiếm để mua những thiết bị trên cái ứng dụng này luôn. Rồi giải trí thì ở đây các bạn còn có thể xem phim, chơi trò chơi trên ứng dụng này, chơi nè, có thể xem phim, xem video rồi đó, theo những bộ phim hot nè trên ứng dụng Viettel này khá là hay. Đây, bây giờ mình xem bộ phim thử đó ha, có thể xem phim được đặc biệt ở phía trong trên ứng dụng My Viettel này luôn, khá là hay ha. Mình có thể xem phim ở đây luôn, khá là hay ha, miễn phí trên ứng dụng Viettel này. Bạn có thể chơi game trên đây luôn ha, ở đây chơi game trò chơi nè, đây chơi trò chơi hoặc là xem phim gì đó. Rồi viễn thông thì các bạn còn có thể là mua sim số trên này nếu muốn nè. Này cái này có mua một cái sim số nào đó nếu các bạn muốn ha, cái loại sim có thể chọn cái số mà mình muốn ha. Này có thể chọn đó, đây có thể chọn một cái số nào để các bạn muốn mua tỷ các bạn thôi. Đó nó sẽ tìm ra những cái số tương ứng với cái số mình cần tìm ra, mình có thể tìm kiếm để các bạn mua cái sim nào đó các bạn muốn trên này dễ dàng. Chọn số này chẳng hạn, rồi chọn xong đồng ý. Nào thì sẽ hiện cái số đây, rồi mình chọn gói cước ha, chọn số khác, chọn gói cước mình muốn sử dụng nào, ví dụ như cái này đó thì sẽ 60.000 tháng nè. Tiếp tục đó, mình sẽ nhập thông tin cá nhân của mình ha, có thể nhận sim ở đâu, chọn tỉnh thành nó sẽ gửi sim cho mình ha. Đó là cách để các bạn có thể mua một cái sim. Rồi ngoài ra thì trong đây cái phần trang chủ này thì phần tất cả này, và phần tất cả nó sẽ có những cái tiện ích nè, giờ ứng tiền, chuyển tiền, các bạn có thể ứng tiền điện thoại nè, ứng tiền điện thoại của mình ha, chọn số tiền muốn ứng của mình, hoặc là có thể vào đây các bạn có thể nạp tiền nè, nạp tiền cho điện thoại của mình ha. Thì đây thì các bạn có thể nạp tiền cho tài khoản số điện thoại của mình cùng nạp nè, ở đây có thể nạp thông qua Viettel, Momo hoặc là Zalo Pay đều được nha, VNPay, có thể nạp tiền qua thẻ ATM nè, Visa nè. Nạp 100.000 thì bạn sẽ được khuyến mãi là 2.500. Các bạn có thể nạp tiền thông qua cái My Viettel này ha, còn được chiết khấu 2.5% ha, 2.5%. Rồi các bạn còn có thể qua phần tất cả nó sẽ có chuyển tiền được nè. Đó, các bạn có tiến hành chuyển tiền, số điện thoại nhận rồi chọn số tiền muốn chuyển đó để chuyển đến số điện thoại khác ha. Bây giờ mình có thể chuyển tiền trực tiếp ở trên ứng dụng này luôn, không cần phải nhắn tin nữa ha, khá là hay. Rồi ở đây mình có thể nạp thẻ cào, chuyển mạng giữ số, chuẩn hóa thông tin, mình còn có thể tiến hành chuẩn hóa thông tin cá nhân của mình. Đây mình sẽ vào đây để mình chuẩn hóa lại thông tin cá nhân của mình ha. Nếu thông tin cá nhân của bạn chưa đúng, các bạn có thể tiến hành chuẩn hóa thông tin cá nhân mình luôn trong cái ứng dụng My Viettel luôn, mà không cần phải đi ra cửa hàng Viettel, không đi vào cửa hàng Viettel mà cũng ở đây chuẩn hóa thông tin tại nhà được, khá là hay ha. Tuy nhiên một số sim thì chuẩn hóa được, một số sim thì nó bị lỗi nha, thì không chuẩn hóa được thì các bạn phải ra cửa hàng để chuẩn hóa, thì tùy theo sim của bạn thôi. Thì mình có một cái video hướng dẫn cách chuẩn hóa lại thông tin ha, cá nhân riêng, thì các bạn có thể xem là video đó ha. Video lần này thì mình sẽ không hướng dẫn ha cách chuẩn hóa thông tin cá nhân. Đây gói là những chức năng hay, các bạn có thể tra cứu thêm những cái tính năng trên cái ứng dụng My Viettel này. Sau đây mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà sử dụng ứng dụng My Viettel để nhận đổi quà, tích điểm nhận quà trên ứng dụng My Viettel này. Ở đây thì mình xin kết thúc lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thuộc Kinh Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Thuộc Kinh Học ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.